Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Mình là Trần Phước Đại, thì hôm nay mình sẽ review những món ăn ở quán mình. Trước mắt các bạn đây là mình đang nấu mì cay và xúc xích cay phô mai. Đó, thì mình bỏ tất cả các loại topping vô nè, đợi cho nó sôi lên. Đây là mình ăn cấp độ 1 nha bạn, tại vì có em mình nữa. Cay quá nó ăn không có được á. Tiếp theo đó là cho miếng phô mai vô, phần xúc xích rải mè. Có đây là phần tteokbokki. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Mình là Trần Phước Đại. Em là Linh. Lâu dữ lắm mà mình mới quay lại lóc các bạn. Cực kỳ lâu luôn. Ừ, thì hôm nay là mình quay tổng thể những cái món ăn mà hiện giờ đang quán mình đang có. Đây là mì cay nè các bạn. Đó, đây là mì cay nè. Này mì cay thập cẩm. Này là mình ăn cấp 1 thì nhỏ này nó ăn cay dở. Đây là tteokbokki, tteokbokki. Bánh gạo. Ok, bánh gạo nha mọi người. Còn này là xúc xích phô mai, đồ chiên nè, đồ chiên của quán mình nè. Đó, là những cái món này. Nhiều lắm mà tại vì mình sợ mình ăn không hết, cho nên là mình lấy nhiêu đây thôi. Ok, bây giờ không có đợi lâu nữa, mình vừa ăn, mình vừa nói chuyện với mấy bạn luôn á. Có nhiều cái để nói chuyện với bạn lắm. Ôi, quay lóc y chang như là đang cơm. Không phải, giống như mỗi lần mày ngồi đi, tâm có nhiều chuyện để nói với mày lắm, nhiều bị la vậy không? Đi chuẩn bị tâm sự đêm khuya mọi người, là tâm sự lại đây anh hai nói nhỏ. Ok mọi người, giờ mời mọi người nha. Mời mọi người. Rồi, múc mì lên đây. Trời ơi. Tự múc đi. Đưa vô rồi nữa. Tức cái lòng rồi. Rồi nó nóng. Ý hồi nãy giờ đó, mình ngồi mình chỉnh lâu lắm rồi đó mà nó vẫn còn nóng nữa bạn, tại vì cái thố này thố đất á. Ok, mời mọi người nha. Mời mọi người. Nó ngon quá. Không phải tự khen đâu. Ngon. Nó ngon thiệt. Có mấy bạn họ nhắn tin cho Đại hỏi á, bộ anh bán kênh nữa. Trời, kênh của Đại với nhỏ này công sức sao bán được. Bán đâu có nhiêu tiền đâu. Mà mọi người miss xúc xích. Quên. Cái này là chả cá nè. Với cái này là gì vậy? Cái này là gì? Hả? Chả xoắn. Chả xoắn. Chả xoắn hả? Rồi chấm vô. Cục vàng dùm vô đây nè cưng. Cái này nước chấm của quán nè mọi người. Cái này để ăn chung với mì cay. Mời mọi người nha. Cũng ăn thử. Ui da. Nhức cái nách mà. Là bình lửa, ông cắn cái lửa mình. Từ lúc mà mình mở, mở quán á, bữa hôm nay mình mới lần đầu tiên lên đây nè, lên cái chỗ mình bán, ngồi nghiêm túc mà ăn như thế này. Anh có nhiều chuyện muốn nói với mọi người mà. Anh phát biểu đi. Sáng giờ chưa ăn gì. Hồi nãy mình nãy để quên soạn ra một cái cách tô lô luôn, câu hỏi. Mấy bữa mà quay á mà không trúng mặt Đại á là tại vì mấy bữa đó đi thành phố. Hỏi mình có bán kênh không? Bán ai mua mọi người? Đâu ai mua? Hồn sớm ai mua? Anh mình mà bán kênh á, ok mình sẽ xác định mình bán ảnh luôn nha mọi người. Không cần nói nhiều. Ý xác cái kênh mình cũng bán là hiểu rồi đó mọi người. Thì cái đâu có khổ tới mức độ mà phải làm vậy đâu. Rồi nhân viên của mình lên đây tụ tập trên đây hết này, rồi lát ở dưới họ khỏi ai bán luôn, có khách cũng khỏi bán luôn. Rồi lát tao kêu mì cay rồi sao? Dạ không, đúng rồi. Trời ơi. Nó thiệt á. Nhiều khi mình muốn nói
nhân viên mà mình giúp nữa anh hai ngoại chứ không phải ảnh kêu nè nhân viên gì ông nội với nhân viên gì nè cái này anh mình nói nha chứ không phải mình nói nha. Di làm tô hải sản đúng không? Tô hải sản lát đi lát làm trời mọi người không biết đâu lát khách lên tới đây nè khách nhắc thêm lực nữa mới làm nha mọi người. Wow nhân viên chứng một. Đừng có tới cuối tháng thì lại lấy lương luôn khỏi phát làm cho tôi vui hơn bọn gì làm chai đồ quay ơn mà Ừ. Ăn tới này đi. Cái này giúp vô đây nè, cục vàng ơi. Nãy giờ này chia cho con Linh nó nửa miếng phô mai. Tại nãy giờ ngồi chỉnh cái góc máy bạn. Lâu quá không quay cái lục nghề á. Nè, phô mai nè. Kẹp miếng chả Hàn Quốc vô. Kẹp miếng bánh gạo vô. Mà mọi người nha, mày hả gì tự ăn đi, ta hả gì. Rớt nước mắt luôn rồi. Ừ. Ồ, lấy hết phô mai luôn mọi người. Nè, bà cố. Giờ tới ăn đồ chiên. Không thích ăn tương cà. Tự nhiên không thích ăn tương cà. Khổ ghê không mọi người, khó ăn mà. Mà mọi người cục mực nha. Quay góc đó nó hơi sao. Gần không? Gì vậy? Gì? Mời mọi người. Á à, trời. Gì vậy? Trời cứu ghê. Mình ghim. Ghim gần một phải. Ừ. Cục mận nó ngon, mận nó thơm, cái mùi mực. Cái gì? Cục mực nó thơm, nó thơm cái mùi mực hả? Dưới lẹ. Ừ, còn nãy ngon, lấy nhiều, ăn đủ không? Chua. Nãy anh kêu nè, anh đang mở cái ăn thứ nè mọi người. Đừng có dưng như mặt con nha, chứ gì nè. Có thể đó. Nhiều khi á, ở ngoài đây nè, mình bị dìm lúc nào mà cũng hay luôn á. Cô dìm, để cô dìm con. Nguy hiểm quá mọi người. Đẹp á, đẹp giống hồ Ngọc Hải Hài á. Sợ người ta dìm. Ok, bất lực. Ê, cái cây này là từ lúc mở tới nay là gần 2 tháng rồi, mình chưa đụng vô luôn. Khách ăn nhiều chứ mình chưa đụng vô luôn rồi. Không còn để ăn chứ đụng không. Ủa em ăn được chưa? Dạ rồi. Cái gì em cũng ăn rồi vậy. Nói này em ăn hết trơn rồi phải không? Dạ chưa. Cục màu xanh em chưa ăn à. Cô Mai Quen cũng chưa ăn à. Khoanh em cũng chưa ăn à. Gà rán cũng chưa ăn à. Xạo láo. Không phải là lên clip mà mình bỏ đồ ăn nhiều nha các bạn. Những này là khẩu phần. Là quay clip sao là ra khẩu phần y chang vậy á. Chứ không phải tự nhiên lên clip rồi bonus theo kiểu dốc láo mà. Lên clip thì để đồ ăn cả đống. Mà khi bán cho các bạn thì đồ ăn ít là không có. Giống như là hình ảnh này cũng rất minh họa một người. Tại vì khi mình dặn bếp làm á là mình không có nói mình ăn. Ừ, anh hai mới ăn cái đùi hay ăn cái cánh. Nó lấy cái đùi nó ăn. Rồi mày ăn đi. Con cái cánh. Khổ ghê mọi người. Mình không bị bệnh tim. Không rồi, đứng tim chết tại chỗ rồi. Tức cái lòng. Ừ. Ăn quá vị không? Chấm cho nó tóc ok. Nó cay cay không ạ? Cái máy nó quay được rồi hả? Sao quay được vậy? Thử này người ta làm. Ăn không mời không kêu ai tiếng nào luôn em mình.
hả? Ăn không mời không kêu phải tiếng nào là quê cho mình. Là camera không công mà. Chú gì? Nó ngon mấy bạn. Thôi. Chú gì nè, chú gì? Cái đóng cửa hả cháu rồi. Quay không được ăn mà không bị chạy. Nó giò quá anh hả? Gì? Nó giò. Đồ tao bán gì không ngon, không giòn. Mình chấm gì anh? Ăn giấy, cho anh biết. Chấm cái nước này cũng ngon nè. Định làm 2 ly trà sữa uống luôn. Không phải mập, uống không nổi. Chứ ăn vô thì không chắc không mập. Ốm á. Ốm nhẫn á. Linh ơi, mì cái nấm này. Ăn gà nè. Ăn tôm kìa. Tôm vô hết luôn đi. Tới nay mà có nhiều bạn vẫn chưa biết cái địa chỉ quán của Đại. Địa chỉ quán của Đại là, nói lần nữa nha, hỏi là không trả lời đâu, thiệt. 22 Lê Văn Nghề, ấp 1, xã Đậu Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ở Mỹ Tho mà không biết quán Đại là dở lắm. Có nhiều bạn ở Sóc Trăng, Cần Thơ, thành phố lần mò xuống đây mà kiếm được quán Đại luôn. Nó thiệt á? Nó thiệt có hoài. Ngành lần nào cũng nó thiệt á, nó thiệt á. Chứ bình thường mà nói dốc nó láo nó lên. Ờ thì nói đi, nó thiệt á, nó thiệt đó. Mạnh quá à, anh nói chuyện hoài chửi cái thương không nổi luôn mọi người. Mọi người không biết đâu, năm trước nhà mình cao 1m55, nghe ông chửi sao á. Giờ mình không cao nổi luôn, vẫn đứng 1m55. Mấy 55 mà em lớp mấy à? Lớp 7, lớp 8. Buồn quá, thua cả mấy lớp 6 luôn. Rồi khi gặp nó đâu cái hùng gác đâu, có hùng gác không? Vậy cái hùng gác rồi thôi, để dưới đất nên lát lau chùi luôn. Nhân viên dọn để coi không hết cái khẩu phần này á, đảm bảo nha, hai người là không hết. Ồ quên, mất thật sự quá, tiên cầm cái cánh gồm cái đùi nè, cái cánh nè, một cái suýt lốc xáy nè. Cái đùi cái cánh là 40, suýt lốc xáy là 12, 52, hai khoanh mực là 4 ngày nữa 56, còn 4 cái viên tròn tròn nữa các bạn, tại vì nãy còn dư. Nó là phô mai viên á. Ừ, ăn quên, nó ăn cái gì để hồi nó cứng ngắt không. Đây còn nóng, ăn nó ngon. Ở đây em không có ăn con cà mà ăn con chấm. Cái gì vậy? Anh nói là thích ăn tương cà, có ăn chấu tròn chấm. Ủa này là tóc kéo sợi hay là tóc giả bình? Kéo sợi. Này 25 ngàn nè, này 25 nữa là 50 rồi. 95. Luôn nước luôn chắc có 200. Ừ. 200 ngàn quá rồi. Đúng rồi. Có bồ mà không có tiền dắt vô ăn được. Tôi mà có bồ tôi cũng dắt vô nha. Mình nghề quá hả? Tôi chưa có bồ. Làm cái mấy em đó mình có bồ đi. Ừ. Ý à. Ngon quá. Lần ra. No thiệt đó hả? Dạ ngon. No. Dạ ngon. Lên Linh đang cái đùi mà con chó nhìn còn thấy ghét luôn. Nó chuồn miếng xương hả? Không chuồn miếng thịt nữa. Ủa, nó chuồn miếng thịt hả? Phải ăn vậy mọi người, phải ghét vậy á. Để cho camera nó thấy. Ổn lắm mày. Camera nó thấy á. Ổn. Ổn. Tự giả vô mặt mày đi. Đính tính lại nha, không có bán cơm. Vẫn nhắn tin hỏi Đại có bán cơm không không nha. Anh muốn mua điện thoại em nha. Số điện thoại
07 ... nhớ nha, liên hệ em. Báo giá rẻ. Không có kênh mọi người ơi. Họ có bán đâu. Mốt là mỗi ngày mỗi quay. Bữa giờ quán lu bu á, đào mới quay. Đã mập rồi còn bảo quá ăn ăn giặt. Ủa mà quên nữa, 15 phút chưa bình, 15 phút quá hả? Còn thiệt tình game 15 phút rồi quay hoài mà. Các bạn thấy á, tụi nghiệm không? Camera, tại vì ở quán không có cái cây. Nãy giờ các bạn thấy, các bạn xem là hoàn toàn là cầm bằng tay quay không à. Ủa quên, là không có cái thế gì để mà đỡ cái điện thoại á. Phải cầm đi tí như thế này nè. Nãy giờ chưa ăn xúc xích. Ăn rồi mà. Ăn rồi chưa? Ăn rồi. Nhờ ăn mấy cái đồ chiên gì Linh, nhờ ăn khúc đi. Cảm ơn mày. Em cảm ơn. Để tôi nhắc lại mày. Em cảm ơn. Nước này nó cay rồi. Ngon rồi. Quên nữa, còn bạn nào muốn biết nó ngon như thế nào, nó ngon ra làm sao, ghé đại đi, ăn thử thì biết. Khỏi còn phải làm, mất công. Ngon á. Chưa hết nổi rồi. Được chào chứ mày ơi, mày ăn hoài. Nấu chết mà ngồi ngâm ngâm hoài. Nói chứ bữa nay thôi chứ mày mốt ăn món nhẹ nhẹ. Tại gần tới sinh nhật đại rồi, giảm cơm bận đồ cho đẹp. Ok, cảm ơn các bạn đã chịu khó mà xem hết vlog ngày hôm nay của đại nha. Của anh em đại. Nếu các bạn thích vlog ngày hôm nay cũng như là thích cái phần review tất cả những món ăn mà quán đại có, các bạn nhớ đây là để nhai xong mới nói chuyện. Ăn tiếp nè. Mình nhìn đó sáng giờ để ăn mà. Thôi, nếu bạn thích phần review đồ ăn ngày hôm nay, các bạn nhớ để lại một like, share và subscribe ủng hộ kênh, cũng như là tiếp thêm động lực cho đại và em của đại. Và nếu các bạn muốn anh em đại làm món ăn gì, thử thách gì hay những cái trò chơi hay là gì đó, các bạn cứ để lại comment bên dưới. Biết đâu comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo sớm nhất nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người.